Tại thì Vũ Hồng đang ở cổng cư xá Đô Thành, đường Điện Biên Phủ giao giữa đường Nguyễn Hiền với đường Điện Biên Phủ nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà một trệt với 3 lầu. Hiện tại nó có 3 phòng thôi. Nếu mà cô chú chị bạn muốn cải tạo thì làm được 6 phòng. Nhà đúc bê tông cốt thép. Nhà này của một cán bộ viên chức nhà nước. Đó, xây dựng hoàn công đầy đủ hết. Nhà thì nằm gần trường Trung học cơ sở Bàn Cờ, nơi tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi về máy tính, tin học á. Thì bây giờ Vũ Hồng sẽ xuất phát từ vị trí là cổng của cư xá Đô Thành để Vũ Hồng vào trong đó nha, cho cô chú chị bạn xem. Và bên kia là bệnh viện Bình Dân ha, bệnh viện Bình Dân nằm bên đó. Đây là trường tiểu học Điện Biên và đây là hội tinh đáo, hội tinh lành, hội chi hội Bàn Cờ. Và đây là cư xá Đô Thành nè, đó cư xá Đô Thành nè ha. Mình chạy vô trong nhà đây ha. Bên trái mình là ban chỉ huy quân sự của phường quân sự của phường 4, bên phải mình là quán cà phê AQ nè, góc đường Nguyễn Hiền với đường Điện Biên Phủ. Rồi mình chạy thẳng vô trong đây nha. Mình đi vô đây là theo thứ tự là con đường đầu tiên là đường số 1, đường số 3, đường số 5, đường số 7, số 3, số 5 là con đường hai đầu hai mặt của trường Trung học cơ sở Bàn Cờ. Mình đi thẳng vô qua số 13, 10 đây nè, tới đường số 2. Đó, đường số 2 giao với đường Nguyễn Hiền ha. Bên kia là đường Mường Chuối nha. Đó, bên đây. Rồi đến đường số 3, đường số 5, số 7. Và căn nhà mình là nằm đường số 3 đi vô hoặc đi đường số 7 vô cũng được, còn đi thẳng là mình qua đường Điện Biên Phủ ha. Rồi mình quẹo vô, bắt đầu mình quẹo vô đây nè, đường số 3 đường Nguyễn Hiền quẹo vô. Quẹo vô đây thì mình sẽ gặp cái công ty Lavic 18 ha. Đó là Lavic 18 nè. À, có công ty Lavic 18 nè ha. À, thì vừa tới ngang với mặt của trường Trung học cơ sở Bàn Cờ thì mình phải vô là mình tới nhà thôi. À, nhà sau lưng giải mặt tiền này nè, sau lưng giải mặt tiền này luôn. Đó, trường này là trường Trung học cơ sở Bàn Cờ nè. Thấy không? Trường Trung học cơ sở Bàn Cờ ha. Ở đường số M số 3 nha. Số 16 đường số 3, quẹo vô đây, đối diện với trường này nha, quẹo vô đây. Đó, quẹo vô hẻm này. Đó, quẹo vô đây. Đó, nếu thẳng là mình ra đường Nguyễn Đình Chiểu nha, ra thẳng là ra Nguyễn Đình Chiểu. Đó, còn nhà mình thì quẹo qua đây. Đó, nhà này thì hẻm cũng bự ha, nếu mà hẻm này không có xe đậu nhiều là nhà mình đậu ô tô đậu được. Căn này nè, qua khỏi cái này là tới nè, 9-12 ha, 9-12 nha. À, chính là nhà này. À, nhà này ha. Diện tích đất đang sở hữu là 30m5 nha. Và nhà mình xây dựng một trệt 3 lầu. Đặc biệt là ở lầu 1 với lầu 2 là ban công lấn ra thêm được khoảng 1,5m đó, nên cái quan trọng là mình lấn ra được nhiều như vậy nè. Nhà đúc bê tông cốt thép, hiện tại thì chủ nhà làm cái phòng lớn phía trước, phía sau phòng trống. Nếu như mà mình muốn làm thêm phòng á, là nhà mình tổng cộng làm được 6 phòng luôn, 6 vị trí làm được 6 phòng của chú anh chị. Nhà thì hiện tại thì cái đường này thì đã làm rồi, cao ráo không gặp nước rồi nha, nhưng mà nền nhà mình vẫn cao hơn khoảng 3 tấc. Cái hướng này mình đi thẳng qua luôn ra đường Cao Thắng, còn hướng ngược lại ra đường Nguyễn Đình Chiểu, còn đi qua bên kia là ra điện biên phủ ngay chỗ bệnh viện Bình Dân đó. Đó, nhà thờ hội tinh lành của Bàn Cờ. Ở nhà mình thì nói chung là đúc bê tông cốt thép sổ hồng hoàn không. Nhà này của cán bộ công nhân viên chức nha, nói chung là cán bộ viên chức của nhà nước đó, mình không tiện nói nhưng mà nói chung là của cán bộ viên chức ở, nên nhà cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn vô trong để mình xem nè. Đó, cái này hiện tại là chủ nhà đổ cái dốc lên luôn để mình chạy xe luôn, nó dễ khỏi làm cái bậc đẩy ha, nó lên rất là dễ. Nhà này cái cửa sắt nè, rất là chắc luôn nè ha, rất là chắc chắn luôn. Và cái tấm này là tấm thép dày nha, dày cắt CNC đó. Cửa cao, nhà cao, cửa rộng là đây nha. Bên trong thì cửa này là cửa sắt nè, và kính mài cạnh nha, sắt và kính mài cạnh, hai lớp cửa bảo vệ ha. Và nhà ở dưới đây chủ nhà lớp một cái khối đá hoa cương, ở ngoài này ốp đá hoa cương luôn. Toàn bộ nhà mình á là xài đèn led âm trần hết luôn đó, và có hắt đèn màu nữa ha. Chú Hồng nói lại nè, ở dưới đây á, là chủ nhà để trống, ở trên lầu 1, lầu 2
thì chủ nhà làm phòng phía trước, phía sau vừa thống. Nếu mình thích thì mình làm thêm mỗi một tầng hai phòng nữa là bốn phòng. Còn nếu như sân thượng á, nếu như mà sân thượng mình muốn làm thêm á, thì mình làm được hai phòng nữa là được sáu phòng nha. Vị trí này cực kỳ đắc địa luôn, ở ngay chỗ khu vực dưới, trên cái nhà vệ sinh hoặc là dưới đây chủ nhà làm mấy cái kho để mình chứa đồ, tận dụng chứa đồ rất đẹp. Và mình nhìn thấy không, cái bức tường chủ dáng mình nhìn thấy cũng ưng ý không, ở dưới này là gạch màu sơn, ở đây là có điểm gạch nè ha, cao 1m2. Và mình nhìn thử đi, điện chính nước chính mình nhìn thử cái này nha, mình nhìn như cái CB nè, mỗi tầng là đều có CB giống y chang vậy hết, nó CB giống y chang vậy hết nè, gồm có phía trước, phía sau, tầng 1, tầng 2, trước, sau và sân thượng trước, sân thượng sau và hệ thống máy bơm đầy đủ hết ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái, 7 tổng cộng là 7 CB, ở trên mỗi tầng là có 5 CB nữa ha. Nhà này thì của cán bộ công nhân viên chức nên là xây dựng hoàn công đồ đầy đủ hết, nhà cực kỳ vuông vắng, không có bị tốp hậu, nở hậu gì hết. Đó, sổ hồng thì rất là chuẩn chỉ ha, mua bán ký công chứng nhân tên. Và bây giờ chú Hồng sẽ xoay cho cô chú chị bạn xem hết luôn ha. Ở đây thì cầu thang này là cầu thang đúc bê tông cốt thép nè, mặt này là kính cường lực tại vịn gỗ đó, mặt đi đá hoa cương nha. Ở dưới đây nè, để chú Hồng nói cho cô chú chị bạn hình dung ha, thì cái tầng này á, ở trên lầu nó cũng như trang vậy, từ cầu thang đi lên thì ở phía ngoài là chủ làm một cái phòng, ở phía sau thì chủ nhà chừa trống, nếu mình thích thì mình làm cái phòng, nó hơi nhỏ chút nhưng mà vẫn được cái phòng. Tính ra nếu mình làm luôn hai cái sân thượng là mình được 6 phòng. Còn nếu làm hai cái lầu, ở lầu 1, lầu 2 là tầng 2 với tầng 3 là mình được 4 phòng ha. Còn nếu làm sân thượng thì được 6 phòng nha. Bây giờ để chú Hồng review vô trong từ từ cho cô chú chị bạn xem ha. Anh nghe chút xíu, anh gọi ra chút xíu, anh gọi chị ơi, chút xíu anh gọi ra chị ơi, chút xíu ơi. Rồi, đây là ở phía, đây là cái nhà vệ sinh của mình nè. Đó, nhà vệ sinh ở dưới trệt của nhà mình đây ha. Đó. Căn nhà này thì khá ok nha, nhà mình là có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha. Nếu cái phòng phía sau ở mỗi tầng trên mình làm nó rộng cái vậy thôi nè. Thì nhưng mà vẫn được cái phòng nha cô chú anh chị, nó vẫn được cái phòng ha. Đó. Thì ở đây thì bồn inox, inox 304 ha, rồi mặt bếp đá hoa cương thì nói chung là đầy đủ hết. Tường thì dán từ dưới lên trên luôn nha, nó dán từ dưới lên trên luôn đó. Vũ Hồng xin nhắc lại là diện tích đất mình đó, đang sở hữu là 305, ngang 3 mét, dài là 10 mét hơn chút xíu. Nhưng mà trên lầu 1, lầu 2 là tầng 2, tầng 3 là chủ nhà làm ban công xây lúc trước, tấn ra thêm được 1m5 nên nhà cực kỳ rộng luôn nha. À, ở mỗi tầng đi lên là có cái kho chứa đồ nè ha. Kho này chứa khá rộng, hai cái kho với kho dưới là ba cái nha. Được ba cái kho chứa đồ. Đây ha. Đó, như chú Hồng nói nè, đây có năm cái CB nè ha, năm cái ha. Thấy không? Phòng trước nè, phòng trước rộng rãi ha, phía sau được một phòng nha, nếu mình làm thì được một phòng bồn nhỏ. Cầu thang đi lên nè ha. Bên này có kho nữa. Rồi, mình đi ra phía trước coi, phía trước. Internet có sẵn luôn nha. À, cửa thì một cái cửa sổ có song sắt bảo vệ, cửa đi ra ngoài ban công. Đây, ban công mình phía ngoài có chỗ trồng cây. Ở trồng cây nè ha, trên đây là có 6 rồi, có nước tưới luôn, người gom nước về dưới đây, nước thừa xuống đây, trồng hay hồng nè ha. Đó, camera an ninh nằm đó. Rồi mình tiếp tục lên trên nha, đi nhanh thôi. Máy lạnh chủ nhà để lại cho mình luôn nha. Rồi sàn giả gỗ ha, sàn đá giả gỗ. Đây phòng phía sau, phòng này ha. Ở đây thì chủ nhà làm cái tủ, ở đây mình làm được một phòng nha chú chị. Cái này là phần thừa phía sau, phần không hành để dịch, nhưng mà chủ nhà bao lại luôn rồi, xây từ dưới lên trên luôn ha. Rồi mình làm là được phía sau, mình ngang một phòng, ở đây là phía sau được một phòng nha. Lên tiếp, đây có kho chứa đồ nè, mở ra đèn trái bên trong này ha. À, đúc bê tông cốt thép nên cái đà này nó rất là lớn nè.
mở CB lên nó sẽ sáng đèn lên tất cả, 1, 2, 3, 4, 5 cái sáng choang phòng phía dưới đó, đà lớn ha, phòng phía sau, phòng phía trước thì có cửa đi ra ngoài ban công nè, cửa sổ nè ha, cửa ra ngoài ban công lớn nè ha, đây 1m2 thôi, ban công inox xây hồi đó nên mới lấn ra được ban công, bây giờ là không có được lấn nha. Hướng này đi ra đường Nguyễn Đình Chiểu, hướng này đi ra đường Cao Thắng. Trên đây chú Hồng nghĩ là làm mấy ngói nó đẹp hơn đó. Rồi ngoài cửa khóa là chủ nhà còn làm thêm gài chốt nữa nha, còn nó chắc có song sắt bảo vệ nè. Tường nhà thì có gạch điểm ha, khá đẹp ha. Mình đi lên phía tiếp lên trên, đi lên trên ha. Đây nhà vệ sinh đó, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, vòi xanh vòi đỏ nè. Rồi đây phòng phía sau đó, mình làm cái phòng là ok nha đó. Nếu mình tính ra thì ở đây cô chú chị bạn theo nghĩ cái phòng đủ không đó, cũng đủ ha. Đó, bên trên này ha, sân thượng bên trên, lầu 3 là sân thượng, đi lên trên ha. Đi lên trên nha, cái đà nè nhìn khá lớn luôn ha, to đùng luôn nè. Rồi đi lên sân thượng trước, sân thượng sau, nhà đốt bê tông cốt thép nha, mở lên rồi xi măng lên, 1, 4 cái, đây này có 4 cái, mở sân thượng trước, đây sân thượng trước nè, có cầu thang đi lên máy đúc, ở trên đây là máy đúc nha, máy đúc bê tông cốt thép nha, máy trên đây là đúc bê tông cốt thép, còn máy phía trước đây cũng đúc bê tông cốt thép, còn phía trước này máy đúc tôn. Đó, tôn hai máy nha, có rơm nước lại đàng hoàng nha, ống rơm nước xuống nè, bên đây cũng vậy, lan can inox đây thì không lấn ra nha, ở dưới đây là lấn ra, còn dưới đây là không có lấn ha. Hướng này ra Nguyễn Đình Chiểu, còn hướng này ra đường Cao Thắng, máy tôn đưa ra lúc ngoài đây luôn nè. Ở đây mình làm một phòng nữa, nếu mình cần thì làm thêm một phòng đây được nha cô chú chị. À, làm thêm một phòng đây ok ha. Nè. Đó. Đây là làm sẵn cái đèn. Đó, cái đèn này để mình mở lên. Nếu mà có bạn bè nào lên đây nhậu nhẹt đâu á thì mình mở đèn sáng ha. Nó làm cao nó rất là thoáng. Đây phía sau. Phía sau. Sân thượng phía sau cũng là máy gom rồi che rồi ha. À, cái lối đi lên trên máy giờ thang bằng đúc bê tông thép lên trên nha, nhà cao cửa rộng ha, 4 cánh cửa, đây có chỗ nước rửa tay luôn. Ở đây mình làm một phòng nữa vẫn được nha, ở đây mình nhìn xuống dưới lại dưới nè, còn ở đây mình nhìn thấy cái phía trước đó là ngôi trường, trường Bàn Cờ đó, trường trung học cơ sở Bàn Cờ đó, cây cối nè ha, ok ha. Rồi ở dưới nè, như vậy là nếu như ở đây cũng có cái đèn nè, nếu như mà cô chú chị bạn mà muốn làm thêm phòng thì ở đây làm được một phòng ha, còn ở phía trước một phòng nữa, tổng cộng mình làm được 6 phòng luôn ha. Đóng cửa nè, rồi tắt CB. Căn nhà mình địa chỉ là 9/12 đường số 7, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ trường trung học, ngay chỗ trường trung học cơ sở, ô trơ trường trung học cơ sở Bàn Cờ. Đó, nếu mình làm phòng thì mình sẽ, nếu làm full phòng là mình được 6 phòng nha. Còn hiện tại thì chủ nhà làm 2 phòng kính lớn và 2 phòng mở, và sân thượng trước, sân thượng sau, lầu 3. Nhà thì có 2-3 cái kho chứa đồ ha. Đây hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, ở nhà có 2 ban công, 2 sân thượng luôn ha.
rất rộng luôn, sổ hồng. Nhà diện tích đất đang sở hữu, khuôn viên đất đang sở hữu theo bản đồ quy hoạch là 30.05 ha. Giờ mở thông tin quy hoạch cho cô chú thì bạn xem. Đây, đất của mình đây ha, 31m luôn nha cô chú chị, 31m, đất của mình 31m luôn á. Đây ha, 31m luôn. Đó, ngay đây là trường bàn cờ nè. Đó, sát bên trường bàn cờ ha. Diện tích đất của mình là 31m luôn nha. Sổ hồng thì hoàn công đầy đủ luôn. Đó, sổ hồng 3 tầng hoàn công đầy đủ luôn. Ở sau cô chú thì bạn xem. Đây sổ của nhà mình đây ha. Đó, sổ mình là hoàn công đầy đủ luôn nha. Nè. Đó, tầng 1, tầng lửng, tầng 2, sân thượng, máy che thang. À, đầy đủ hết nha cô chú chị. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo cho Hồng để mình đi xem sớm nha. À, rồi ra quay đường cho cô chú chị xem luôn, quay đường ra ngoài khu cư xá Đô Thành luôn ha, hai ba đường đi chạy một vòng luôn để cô chú chị bạn ngắm nhìn cái khu vực bàn thờ. Đây phía trong này ha, coi lại một lần nữa rồi mình ra ngoài mình đi ha. À, quá là đã luôn ha. Điện chính nước chính, sổ hồng trao tay ngay trung tâm của cư xá Đô Thành thuộc phường 4 quận 3, nơi mà rất ít có căn nhà rao bán ha. Sở hữu được căn nhà này thì quý như vàng luôn. Chính xẹt 12 đường số 7 cư xá Đô Thành phường 4 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ha. Bây giờ mình đi ra ngoài nha. À, đi thẳng ra đường, ra đường nha. À, chính nhà 12. À, đi vô đây là còn đi nữa nha. Thì Hồng đảo ra một vòng để đi ra ngoài điện đường đi ra ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu núi. Rồi chú thì là xô chú chị bà xem. Nè mình đây. Phải vẫn ra được nha. Đó, phải ra nè. Đó, phải qua ở đây khu rừng này buôn bán rất là đông đúc, đường số 7 nè, cư xá Đô Thành nha. Còn đây là đường số 4 nè. Vào đây là ra đường Cao Thắng. Còn mình rẽ trái thì ra ngoài đây là ra đây là ra đường Nguyễn Đình Chiểu. Còn đi ra đây đường rừng chuối nè, số 4 nè. Từ phía trước mặt mình là đường rừng chuối. À, cái video review căn nhà này Vũ Hồng có để trong phần bình luận á, cô chú chị bạn muốn xem thì bấm vào phần bình luận á, có cái video review. Rồi đằng kia là đường Nguyễn Đình Chiểu, đằng kia là đường Nguyễn Đình Chiểu với đường rừng chuối nha cô chú chị. Cái đây là đường Nguyễn Đình Chiểu với đường rừng chuối ha. Đây, góc đường Nguyễn Chiểu với đường rừng chuối nha. Ồ,
Nguyễn Đình Chiểu, đường Vườn Chuối ha. Rồi, vô ông cảm ơn cô chú nhiều bạn đã xem clip nha. Rồi, mời bấm vào phần bình luận để xem video. Nếu đi ngoài vô là tới đây là mình rẽ trái nè. Rẽ trái, vô đường số 4.